chào các bạn. Đây là anh Kỳ Nhông. Kỳ Nhông là một loài bà xét. Các bạn đang đổi màu thích hợp theo từng tình huống. Tít. Cận cảnh Kỳ Nhông. Đứng gì mà bảnh đời á. Các bạn nhớ đăng ký subscribe cho kênh Eagle TV, ủng hộ kênh Eagle TV. Hàng ngày ra nhiều clip hay hơn. Tới đây. Đâu vậy anh bạn? Đúng dòng hạ của khủng long thời tiền sử á. Coi bộ đuôi của em nó nè. Các bạn nhìn khuôn mặt của anh ấy ấn tượng các bạn. Nhìn cái dàn vẫy của anh cũng đủ mờ. Dragon. chạy không